Sữa rửa mặt Simple cho da hỗn hợp thiên dầu là loại nào? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn loại sữa rửa mặt dành cho da hỗn hợp thiên dầu nhé. Da hỗn hợp thiên dầu nên rất khó dùng mỹ phẩm chứ không riêng gì sữa rửa mặt. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Nếu bạn có da hỗn hợp thiên dầu, thì nên dùng loại sữa rửa mặt Simple như trong video này. Vì loại sữa rửa mặt này có khả năng kháng khuẩn tốt, đồng thời nó cũng thúc đẩy quá trình làm lành và làm sạch da hiệu quả. Nó có tác dụng tích cực trong việc dưỡng ẩm cho da, và có tác dụng bảo vệ da dưới tác động của các gốc tự do, chống lại các dấu hiệu của lão hóa. Trong bảng thành phần không có chất tạo màu, chất gây kích ứng da hay chất tạo mùi. Về kết cấu sữa rửa mặt Simple là hỗn hợp dạng gel trong suốt, không mùi, có khả năng tạo bọt nhẹ nhàng, không gây khô hay kích ứng da, nên rất phù hợp cho da hỗn hợp thiên dầu. Sữa rửa mặt Simple hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Simple hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.